Chúc mừng Domingo nha. Chúc mừng. Chúc mừng Domingo. Domingo. Calo Canha đấy. Calo Canha. Calo Canha. Các bạn nhá. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng mình tiếp tục có một trò chơi mới. Đó là thử thách gọi là cắt bóng bay. Domingo cùng Bruno cùng Carlos Faze Buño quán tu tì. Ok. Quán tu tì. Ok. Aquí dentro tres bomba tanh agua. Ok. Você quando você bebe você merece a cota. Ok. Depois você bebe agua cai. Ok. Tá bom, pessoal, ganha não faz nada. Ok. Ok. Khi mà bạn nào thua các bạn, khi bạn nào thua thì là sẽ đứng dưới quả bóng bay này và dùng con dao tem này nhé các bạn nhé. Dùng con dao tem này để cắt. Mình đã chuẩn bị là nhiều lớp bóng bay thì là bạn ấy sẽ cắt. Đấy. Ok. Chúng ta bắt đầu nhá. Ok, começa. 1 2 3. Oh, você vai dar, você vai fazer primeiro. Bruno. Ok. Ok, Bruno. Aqui limão. Ok, lima. Buka lima, você aqui bomba, você meia, você cota. Você água cai. Vira assim. Bạn quay này để cho tất cả các bạn cùng xem nhá. Cuidado. Bruno. Có thể ông quên. Bạn đã cắt một phát. Bóng bay vỡ luôn các bạn ạ. Ok. Lima. Ok. Vật tay aquí. Ok. Carlos, con Domingo. Agora, Bruno ra bẹt đây. Để thật có ta. Pung. Ok. Samon đi. Mà bạn ấy đã cắt quả bóng ở giữa là bạn ấy đã bị ướt người rồi các bạn nhá. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến hai quả bóng ở hai bên cạnh giữa Carlos và Domingo thi đấu xem hôm nay ai là người may mắn. Ok, Carlos cùng Domingo. Começa a fazer 1 2 3. 1 2 3. Ok, você vai ter. Lamina. Pica meia. Bạn ấy phải đứng ở giữa nhá các bạn nhá. Bạn ấy phải đứng ở giữa. Rồi, você agua cai. Ơi. 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 Vai. 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 Água. 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 Calo. Água. 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 Você mete, não é? Água. 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 Cái này tay run run là nó ăn cả quả bóng vào đầu luôn, quả bóng nước vào đầu luôn đấy các bạn. Nên là cái này cần phải cắt rất là cẩn thận đấy các bạn. Nếu không muốn nước rơi vào đầu là phải cẩn thận. Água. Água. Continua. Ok. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Domingo. Domingo về đây. Có thể. Ok, bạn Domingo của bạn ấy thua trận chiến thứ hai này là bạn ấy. Tiếp tục bạn cắt. Agua. Agua cay. Domingo, agua cay. Cái này run tay là sẽ cắt cả quả bóng luôn đấy các bạn ạ. Agua. Ôi, mole. Mole. Không cắt cẩn thận là cả quả bóng nước rơi vào mặt luôn. Picamea, Domingo, Picamea. Ok.
Mà lại uống ngon nước này. Quả này uống no nước. Uống no nước. Mình nghĩ là quả này bạn ấy sẽ uống no, uống hết cái quả bóng nước này. A quả. Domingo Metro. Domingo Metro. Você Metro nhé, Cota Mai Força. Cái này phải cắt mạnh mạnh lên một chút bạn. Mình đã chuẩn bị là quả đã thành công các bạn, quả đã thành công cắt. ok ok đúng không? Có tin luôn, có tin luôn. 1 2 3 cắt được rồi. Ok, mola Mola, với cả mê à. Mola. Cái này phải đứng ở giữa các bạn ạ. Mola. Cái hiểu tu đủ. Mola. Cái hiểu tu đủ. Mola. Thử thách này là bạn Bruno là bạn ấy phạt. Ok, continua. Ôi tô tê Domingo aqui na mina. Con giao tem đây các bạn. Ok, Domingo. Vâng thế. Domingo. Agua. Domingo. Pica meia. Ok, cái này phải thử thách này là phải đứng ở giữa các bạn nhá. Phải đứng giữa. Ok. Rồi, bye. Domingo. Bye. Bạn đã cắt nhẹ lắm các bạn. Và đã cắt ở cái rốn đít của bóng. Tamo! Nói chung là các bạn rất là thông minh các bạn ạ. Các bạn đã cắt ở cái đít của bóng bay nó lại nó dày. Nó dày nên là bạn ấy có thể cứa được. Nói chung là rất là khéo. Ok, có tí luôn. Canh ngay nha. 1 2 3 Domingo, ra mình rồi. Domingo, bay nha. Domingo, bay nha, mẹ. Domingo, ơi. Mình đoán là Domingo thua rồi các bạn ạ. Các bạn cổ vũ cho Domingo nào. Các bạn dự đoán là còn nớp bóng bay nào nữa không? Cái trò chơi này nói chung là rất là cần sự khéo léo các bạn. Cần cắt rất là nhanh để phá bỏ từng lớp bóng bay. Các bạn ở nhà cũng có thể là luồn mấy quả bóng bay vào chơi, xong rồi các bạn cũng thử cắt như này các bạn ạ. Rất là hay. Đúng rồi bạn ấy. Thành công các bạn ạ. Bạn đã cắt một lớp rồi. Ok. Cứ mình rồi. Vui tụi bò. Ok. Bố xe bên sau xe gai nha cao nữa. Bên sau gai nhá. Bố xe bên sau gai. Em đi gai nhá. Mình vừa hỏi bạn ấy là bạn ấy. Domingo, você vai cair, né? Água cai. Calor. Cứ tưởng là bạn mình thắng à? Água. Mình cũng không nghĩ là bạn Domingo sao lại vẫn còn bóng bay các bạn. Các bạn dự đoán xem giữa Ca Lột và Domingo ai là người thắng cuộc nhá. Các bạn dự đoán nhá. Bố xe bên sau, bố xe gai nhạc đấy. Bạn thành công các bạn ạ. Bạn thành công. Xoa được tỷ đấy. Ok. Các bạn ơi, đây là những gọi là giây phút gọi là rất là căng thẳng các bạn ạ. Những giây phút cuối khi mà quả bóng bay đã dần dần được cắt bỏ. Bây giờ là mình cũng không biết dự đoán là không biết bạn nào có thể thắng. Các bạn cùng mình dự đoán nhá.
xem là Cá Lụt và Đu Mi Ngủ ai là người thắng cuộc các bạn nhá. Các bạn ủng hộ bọn anh em chúng mình là một like, một sub like nhá các bạn nhá. Xin chân thành cảm ơn. Ok, con tiếp đua. 1, 2, 3. Ok. Đu Mi Ngủ được chưa các anh nha. Em biết sao mà dây vật đê. Em biết sao mà dây vật đê. Mất ra sao mà dây. Bạn Đu Mi Ngủ thì bán rất đỏ các bạn. Mình tưởng bạn ấy thua cuộc tình ấy. Thế cái lần lượt trước rồi nhưng mà bạn ấy thắng hai lần. Nào, nào luôn. Cá Lụt, Cá Lụt. À xin nào nhá. Ok, có một tao xe á. À xin nào á. À quả, à quả, à quả. À quả, à quả. Cá Lụt sorte. Cá Lụt, Cá Lụt. Các bạn dự đoán là xem đây là đã là lớp cuối cùng chưa nhá. Bây giờ là mình cũng không biết rồi, khi quả bóng treo lên rồi là mình cũng không biết là quả nào là lót nhiều, quả nào là lót ít nữa. Bây giờ là phụ thuộc vào may mắn của các bạn thôi. Bố xem bên xa ra út tim không? Ừ. Ra út tim không? Ca rồi, ca rồi. Bố xem nét rồi. Cô ta bạn cắt đi, bạn không phải nhê không không giờ đâu. Bạn cắt đi. Ô, bạn đứng ở giữa nhá. Ok. Ok, ok. Bố xe bán sát thanh mai đấy. Hả? Cái lời. Bố xe bán sát thanh mai. Bạn ấy bảo là chắc là vẫn còn nữa. Bạn vẫn tự tin bảo là vẫn còn nữa, là bạn đã cắt rất là nhẹ. Mình nhìn đất một tí rồi các bạn. Đúng rồi. Mình nhìn thấy là đất một ít rồi. Pika mê à, Pika mê. Vẫn còn một lớp bạn ạ. Vẫn còn một lớp các bạn ạ. Ôi ôi. Rồi ôi, bạn rất là may nhá. Ok, sorry, sorry, sorry. Cảm ơn. Cảm ơn CV. À, ultimo á. Ờ, ưu tiên mùa vô xe bật đê ago đã được một ca. Ok, con tiếp luôn. Canh sau đó tê. Các bạn cùng dự đoán với mình nhá. Tê. Bán tu tê. Đúng mình ngủ, đúng mình ngủ, đúng mình ngủ, đúng mình ngủ. Vô xe phù dư nhé. Ê, ca lùm, vô xe so được. Đúng là tham gia thử thách rồi, không biết bạn nào may mắn hơn bạn nào bạn. Rất là khó. Bạn ấy thua liền hai hiệp, nhưng bạn ấy lại thắng lại hiệp này nữa. Bạn ấy còn một cái duy nhất rồi thì bạn lại thắng. Nên là rất khó dự đoán các bạn. Không biết ai thắng. À quả, à quả. Domingo, Domingo, Domingo. Vô xe bàn sao vô xe cây nhá. Hả? Vô xe bàn sao vô xe cây nhá. Cá Lụt. Você vai sair, você ganha? Vou ganhar. Você ganha? Vou ganhar. Ai. Vou ganhar. Você sabe, tá velho, isso, muito baixo. Oh. Você pensa água cai agora? Rất khó dự đoán các bạn. Thực sự là rất khó dự đoán. Các bạn ấy, hai bạn này, bạn rất khéo. Bạn ấy cắt rất là nhẹ. Domingo. Domingo, você conta a força! Bebe água! Você quer ganhar, né? Ah, ok. Bạn rất muốn thắng trước Cá Lụt các bạn. Água, água. Nói chung cái này chỉ cần nhỡ tay là sẽ là vỡ quả bóng bay ngay các bạn ạ. Nên là rất là nhẹ nhàng và khéo. Você tá fazendo aqui, Carlos? Você tá fazendo aqui? Tá azulado, né? Tá azulado, né? Domingo, Domingo. Cota força! Direito na mina! Mình bảo bạn ấy phải cắt thẳng con dao tem lên. Thì mới đất được, bạn ấy đưa ngã con dao tem rất là khó đất. Bạn đã đứng con dao rồi các bạn ạ. Bạn đã đứng con dao rồi. Bạn đã đứng con dao rồi. Bạn có thành công không? Bạn đã... Oh! Bạn thành công các bạn ạ. Bạn đã thành công. Ok. Mau. Bây giờ là... Các bạn cùng mình dự đoán là xem ai là người thắng cuộc nào. Bây giờ là mình dự đoán là mỗi bên là chỉ còn một lượt thôi.
là ai là người bạn tu tì thắng là sẽ là người chiến thắng. Em ba tì bạn nào bạn tu tì thua là sẽ là người Việt Nam. Công đặt thế vai cái giá bay nha. Ok, bye bye tu đồ. Ok, canh so đặt tì. À, ok, có tiếp đua. Vâng. One two three. One two three. Hai bạn lì hết đấy, rất là căng, rất là căng đoàn các bạn. Đến ba. Domingo, 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 ai nha, Domingo, không phải già đâu, không phải già đâu, làm gì là tao để cho tao đâu. Domingo có khả năng tìm ra người chiến thắng với cả mê à. Với cả mê à, luật chơi là phải đứng ở giữa các bạn, ngửa mặt lên để cắt các bạn. Mê à, có khả năng là sau lượt chơi này là sẽ tìm ra người chiến thắng các bạn ạ. Là chúng ta sẽ tìm ra người chiến thắng là Domingo chiến thắng để chúc mừng Domingo nhá, chúc mừng Domingo, Domingo ta Calo Kenya đấy, Calo Kenya tất cả chúng ta đều thắng, tất cả chúng ta đều thắng nha, các bạn thấy vui video vui vẻ, cho anh em mình xin một like và lượt đăng ký nha, các bạn ủng hộ kênh mình nha, ok chúng ta cùng chào các bạn nha, xin chào các bạn nha, ok Domingo Carlos. À Bruno phải là các bạn ủng hộ channel của mình nhá. Các bạn ủng hộ channel của mình nhá. Ok, xin chào các bạn. Chào các bạn.